Dạ bà con. Cá linh đầu mùa. Cá linh đầu mùa. Cậu cá này là nhúng giấm mùa này nhúng là giấm này là nhất nhất này là có luôn. Giá bao nhiêu? Mấy cái người nào mà chân hoa là kiếp sau là được đẹp lắm á. À, kiếp này đẹp rồi cho kiếp sau đẹp thêm nữa ha. Mắm mắm cá lóc cá linh. À bán tiếp. Phát chốt. Con cá mình. Này lớp 9 lớp 10 gì không? Ôi ơi. Nhiều nó còn nhỏ xíu. Hot girl bán cá linh ở trong chợ Mỹ Hòa. Vậy là nhớ luôn rồi, clip mới lên. Về Long Xuyên mình cũng thấy khá nhiều khô biển luôn. Gió Phương Nam xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Gió Phương Nam đang có mặt ở chợ Mỹ Hòa thuộc địa phận của thành phố Long Xuyên, An Giang. Cũng như hàng ngày mình cùng anh bạn mình đi đến những cái khu chợ, quay về cái cuộc sống của bà con, nơi những cái vùng chợ mua bán tấp nập như thế nào, thì hôm nay mình cũng như vậy, cũng tiếp tục thực hiện những cái video clip gửi đến quý bà con cô bác cùng anh chị để xem về cái cuộc sống của bà con ở chợ mình như thế nào. Rồi mời quý cô chú cùng mình tiến chân vào bên chợ. Giờ này chợ bắt đầu đông quá bà con ơi. Mọi người chạy xe tấp nập. Nhìn trên màn ảnh nhỏ chắc có lẽ bà con cũng cảm nhận được điều này ha. Vào cái dãy bên này là cái dãy bán cá cặp ven đường. Ốc lát nè. Ốc lát và ba khía. Dạ. Vậy là bữa nay nghỉ ít hai ba người ha. Dạ. Sao? Chị chắc có lẽ là chị lo nhìn máy quay phim. Chạy cọ ông kia. Những con cá biển tươi ngon đây bà con ơi. À, 13 tháng đó. Bé gái nhìn xinh xắn quá ha. Bắt gì luôn đi cân quá nè. Chợ nữa. Cho mà bắt hả? Đây là mấy cọng sen. Sen về nấu canh chua hay làm gỏi gì cũng ngon đây. Thấy cá lau kiến chưa? Đây. Cá lau kiến hả? Ừ, đây là một cá lau kiến. Cho em quen nha chị. Sáng nay bán được ha. Đâm ra cua này là cua dớn cành ốc này cũng luôn cũng bị dớn mà nó đâu. Dạ ở An Giang luôn. Ở Châu Thành. Đây là cá lóc kiến. Bán đồ đồng 50-60 ngàn một ký cua đồng. Có cá lồng bông hả? Đây cô đang làm cá. Con măng
rồi giá có khác không? 25 nghìn. Những con cá chốt tươi ngon đây, 200 gram nhiêu? 100 gram. Đây là con. Dạ. Có là những có con đỉnh phải không? Đồng bộ là lương. Wow. Đồ bắt dưới sông á. Bắt từ thiên nhiên lên. Thì ra là 100 ngàn một ký, làm rồi là 120. Mới biết được cái giá đó bà con. Rồi cũng cảm ơn chị Hai nha. Chị đi quán bán cá nha. Cá nhỏ đó hả con? Nè bên này. Bên này có chị bán cá lóc đồng nữa nè. Bình thường là tới 6 7 người bán luôn nè con. Cá này cá lóc đồng không chị? Đúng sách là cá lóc đồng đó. Yeah. Cái này là bán nhiêu ký chị? 90 ngàn một ký. 90 ngàn một ký. Cá lóc đồng. Căng cho em nửa ký hay nửa ký là nhiêu? Nửa ký là 45 mà. Lấy cho 40 ngàn. Bớt 5 ngàn luôn. Bớt cho 5 ngàn luôn á. Rồi vậy thì căng cho em nửa ký cá lóc làm rồi đi. Xong rồi. Thường thường người ta mua nhiều mới bớt ha. Còn này mua phân nửa mà bớt luôn ha. Hai anh em mình quyết định mua nửa ký cá lóc đồng để về cá này mình cũng có thể là mình chiên hoặc mình kho hoặc nấu canh chua đều được hết. Cái này là mua về luộc xả tại nhà ốc lát mà. Nhà thì không ai ăn ngốc hết. Dạ, tại em hỏi cho khán giả biết giá luôn. Rồi của em cá lóc em là đâu quay lên luôn nha. Rồi cá lóc em nhỏ nhỏ không ạ. Hôm nay nghe cái cô đầu tiên nói, cái chị đầu tiên nói là đã nghỉ hết 3 người rồi. À, còn được có 4 người bán đây thôi. Rồi ngồi cặp cái bên đường như thế này. À, anh bạn mình tính mua bánh tiêu hay gì đây? Cái trường học bỏ chấm rồi cái chị ba vô đó ngủ. Dạ, ủng hộ cắt cho cái nhà cho nhiều nha. Ba dạ, ủng hộ là dạ, ba hiện tại bây giờ. Chú có dưới he ngay chỗ cầu trong tháng không giờ lên có cái trường học đó. Hai mẹ ba ta cho cái giường lên ngủ rồi hai mẹ con. Ba nó chết đâu ngủ gần cái trường ở gần cầu Tôn Đức Thắng. Dạ. Ừ. Dạ. Ba là không có nhà hay gì ba ngủ đỡ ở trường học ha. Không có nhà con. Dì ba ngủ nhà nhờ người ta hoài cũng được. Dì ba lỡ ngủ thì con dì ba làm nghề gì? Bán bánh tiêu. Dì bán bánh tiêu. Bán tiêu. Trai hay gái dì ba? Trai. Trai á. Ừ, rồi cha thì chết trong mấy chục năm rồi đó. Dạ. Hai mẹ con sống đi hoài đó con. Dạ. Chị hàng ngày cũng mua bán bánh tiêu. Hàng ngày đi bán quà này ha. Sống hoài đó. Dạ. Rồi cũng có giấy chứng minh rồi bằng giấy căn cước bây giờ giàu đó con. Dạ. Quê dì ba ở đâu? Quê dì ba quê ngoại ở đây. Dạ. Rồi giờ theo mẹ, giờ mẹ chết rồi, mẹ cha chết rồi, rồi giờ anh chị em mạnh ai đi làm để sống đó con. Dạ. Rồi chị ba khổ cái nhà. Rồi chị hôm nay cũng cái nhân viên của chị mình, ba 6, mình 6 tuổi. Gặp được chị ba tuổi quá bất tiêu. Bây giờ cái tâm nguyện của chị ba là muốn có một người giúp đỡ chị ba cắt một cái nhà để ở. Và hiện tại chị ba giờ sống nhà hai mẹ con sống hai mẹ con hai mẹ con hai mẹ con gì ba làm cái gì cũng đi bán bánh đi bán bánh ha. Con thì con không có lâu rồi con cũng không có nhận tiền từ thiện nữa, con chủ yếu là con sử dụng tiền của con thôi. Con có ít thì con cũng hộ thì con giúp đỡ, ít này là con lì xì cho dì ba 200 ngàn nè, hay
là của con. Dạ, dạ, không không có sao đâu, dì nhận đi. Cái này tấm lòng của con, dạ, của ít lòng nhiều. Cái này của con ủng hộ giúp đỡ dì ba một chút xíu thôi. Nếu mà có mạnh thường quân nào có được lấy tiền nhà ra để gửi tặng dì ba 200 ngàn. Dì ba có số điện thoại mà dì ba không có nhớ. Dì ba có số điện thoại của cá nhân của mình không? Đây hàng ngày những cái bánh tiêu và những cái bạch đậu phộng này dì ba phải buôn bán như vậy nè hàng ngày. Mới vừa đi vào chợ quay cái dây cá xong thì có một cái nhân viên gặp được dì ba, nghe dì ba than cái cảnh khổ là sống với một đứa con trai cũng làm nghề buôn bán bánh tiêu gì nè, dì ba không nhà không cửa gì hết, rồi ngủ nhờ ở trường học thôi. Ở một cái hoàn cảnh thật sự khó khăn ha. Nếu bà con khán giả nào mà xem được clip này có giúp đỡ được dì ba thì giúp. Mà mình cũng không kêu gọi là từ thiện nha. Thì tùy lòng hảo tâm của mọi người thôi. Mọi người có cái lòng hảo tâm giúp đỡ dì ba thì đến thẳng khu vực chợ Miếu Hòa của thành phố Long Xuyên này để giúp đỡ trực tiếp dì ba cũng được. Cảm ơn cháu nhiều lắm nha con. Con hy vọng cảm sau clip này thì dì ba được nhiều người giúp đỡ hơn nha. Cảm ơn cháu nghe. Dạ, cháu. Rồi con chúc dì ba mua may bán đắt, ngày càng cháu nha. Chúc cho mấy cháu hơn nữa. Dạ. Sức khỏe nha. Dạ rồi con cảm ơn, chào dì ba. Cảm ơn con. Xôi bánh kẹp, thấy đang đổ bánh kẹp á, còn đó. Dạ quay. Quay bông bánh quê. Bông bánh quê hơn mình. Dạ. Đây là cái món xôi bánh kẹp lâu lắm rồi mình hồi nhỏ mình hay ăn gì á. Lá cẩm. Nếp than hết rồi. Ở dưới đây nè. Hết bánh kẹp luôn rồi. Bán quá đắt luôn rồi. Thôi chào chị cho chị chia sẻ. Chứng tỏ là chị bán quá ngon nên giờ này là bán hết luôn rồi đó. Rồi chào chị nha. Rồi, tiếp tục mình sẽ di chuyển tiến về phía khu vực của chợ. Bao ngon. Cho bị ra chục ngàn ký, bao ngon bao ngọt. Bí đao 12 ngàn ký, sợi dao 2 ký 15 ngàn, bao ngon. Bí đao đó là bí đao mấy rồi hả? Bao ngon, bao ngọt. Bán nho Mỹ mà không bán bí đao Mỹ hả? Rồi, cái bí đao là Việt Nam ha, còn nho Mỹ. Ơi, nho, những chùm nho nhìn quá ngon, quá đặc sắc luôn. Nho Mỹ là phải to vậy đó ha. Nho Mỹ là phải to, nói chung là cái đồ gì của Mỹ là phải to vậy đó. Nho Mỹ nhiều mấy người không kẹp ta. 50 ngàn. 50 ngàn một ký nho Mỹ. Rồi, cảm ơn chị. Không bởi vậy cho miếng trồng cảnh luôn hả, đưa bà Tư lên luôn hả. Chỗ này là cái tiệm tạp hóa của bà Tư luôn ha. Dạ. Rồi chào bà Tư thân thiện. Bà ngoại con hả? Đây bé này nó nói bà ngoại nó đó. Còn mẹ con đâu? Rồi nãy giờ ngồi đó mà im ru. Dưa hấu. Chú không có nhớ hết được bao nhiêu cái chợ đâu mà anh bạn mình hỏi được bao nhiêu cái chợ. Chú điếm không nổi đâu, theo câu là chú điếm không nổi đâu. Khoảng 50 cái chợ. Con cũng đi nhiều chợ lắm mà con điếm không nổi đâu. Đây, dạ, dưa hấu Long An đây bà con ơi. Bao ngon bao ngọt. Tươi đỏ quá. Rồi chào chú. Yeah.
Đây, phía trước mặt mình có một cái chú chạy xe đạp bán bánh phồng tôm, bánh phồng. Có bán dừa tươi. Quay rồi phải lên cho đẹp đẹp mới chịu. Ờ, đó. Đó. Bởi chọc chị móc cái dao ra cái hết hồn chưa hả? Bắn nước luôn. Dừa này lấy từ Bến Tre đúng không? Đúng không chị? Mứt dừa, mứt dừa. Đây. Dừa non tốt nè. Mứt dừa làm nhà hả chị? À, mới làm sao tới trời mưa luôn. Mứt dừa nhà làm nghe bà con. Mình lấy cái trái dừa mình bán rồi. Nói chung là tận dụng hết. Vậy là chưa trồng. Kêu chị bán dừa. Nói chị bên kia, chị nói chị bán dừa chưa trồng. Coi có anh nào làm mai à. Bán dừa chưa trồng mà có giọng nói dễ thương cái kiểu này nữa rồi. Bởi vậy chắc nhiều anh mê lắm nè. Chị này rồi chia tay với chị bán dừa cái nha, chúc chị mua mai bán đắt. Ngộ ha, ngộ ha, cái người mà chưa có chồng cái kêu quay hoài, mà có chồng rồi cái không cho quay ha. Bởi vậy nấu canh chua cũng vẫn được. Canh chua mà có gỏi, gỏi nè, món rau quê hương bên này, rau dền ăn rất là mát đó, rau ngổ luôn, thanh với lương, rau dền, rau ngổ, rau muống, mồng tơi. Chào chị nha. Cảm ơn nhiều. Dạ. Hồi lúc dịch bệnh hai anh em mình chạy ngang cái chợ này dự định quay á mọi người, nhưng mà mình thấy không quay được. Tại vì lý do là che những cái miếng cao su hết. Những cái gian hàng nào cũng được ngăn bằng những tấm cao su nên mình không có vào quay. Thì hôm nay một cái hữu duyên để mình đảo lại đây. Chợ sung túc trở lại rồi. À, hủ tiếu cộng hả? Bánh cuốn nhân đậu xanh. 4 cái là 10.000. Hai anh em mình mới vừa ủng hộ cô một quịch bánh như thế này là 10.000 nè bà con. À, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi quay những cái khung cảnh khác ở những gian hàng khác cho bà con mình xem nha. À, qua bên đây rồi, bạn mình qua bên đây rồi. Bánh canh, rau câu, chè, rau câu. À, đây là cô bán chè.
Một bịch chè như vậy là 5.000 bà con ơi. Có đây một bịch chè như thế này đây, để mình quay cận lại cho bà con coi. Bịch chè vô như thế này, chè đậu, có nước cốt dừa luôn, là 5.000 một bịch. Bún thịt xào của cô. Dạ. Bún chay, bún mặn đều có ha cô. Dạ. À, quý khách dùng chi thì cứ dùng. Bây giờ mình sẽ di chuyển qua góc bên đây để quay cận cảnh hơn cho cô. Dạ. Thấy buổi sáng cô bán rơm rã quá. Dạ. Người Mỹ Hòa chứ phải người Mương Điểm mà gì à? Mỹ Hòa là lúc nào cũng hòa nhã. À, dạ. Bên đây là cô bán chai nè. Dạ. Vậy là cô vừa bán mặn với tương. Đúng rồi. Bên kia thì bán đồ mặn. Rồi, cảm ơn chúc chị sức khỏe. Quyền lực mặn ngoài. Dì Hai thật sự là vui tính ha. Dì Hai nói cho hai xin hai kênh đi, rồi dì Hai cho hai like luôn. Ủng hộ các con luôn. Đây những cây hoa, những cành hoa bán thật sự là nhìn quá đẹp mà con ơi. Đủ loại hoa hết. Và đủ loại trái cây của dì Hai. Cái gian hàng dì Hai bán nhìn tấp nập quá luôn. Nhà gần đây nhưng mà vẫn đi xe chứ không có đi bộ. Sáng cái đi chợ mua hoa cúc, hoa gì về trưng bằng Phật ha. Mấy cái người nào mà trưng hoa là kiếp sau là được đẹp lắm á. Kiếp này đẹp rồi cho kiếp sau đẹp thêm nữa ha. Rồi chào người đẹp. Mình sẽ di chuyển qua phía bên kia. Bên kia cũng có cái cô bán hoa, hoa cúc. Đúng rồi, hôm nay là gần cuối tháng rồi nên mọi người tập trung mua hoa. Hôm nay 28 chứ không phải rằm nha. Vẫn còn nằm trong tháng 7 mà. Tháng 7, cuối tháng 7. Cuối tháng 7 đó. Dạ. Còn vài ngày nữa thôi chúng ta sẽ kết thúc cái tháng 7. Từ xa là nghe cái mùi thơm rồi. Bán nem nướng thôi ha. Bán như vậy là người ta mua nhiêu mình bán nhiều ha. Một cây, một que vậy là que 10.000 nem nướng. Khói nghi ngút quá ngon luôn rồi. Rồi cảm ơn chúc chị bán khách hàng nha. Bên đây chờ hoa nhiều luôn nè. Ở đây là khu vực bán trái cây nữa nè bà con. Bán các loại rau đồng.
rau muống đồng, đọt nhãn lồng đồ này kia đều có luôn nè. Đọt nhãn lồng này ăn là bổ tim lắm luôn nè. Anh bạn mình tập trung quay hoa nhiều quá, chắc có lẽ là ảnh đang nhớ về cái khung cảnh chợ Tết rồi. Thôi mình cũng theo luôn. Cuối tháng 7 rồi, bà con tập trung mua hoa. Nhìn mình nhớ lại khung cảnh chợ Tết không à. Cái dãy này là cái dãy vào chợ rồi. Nguyên cái dãy hai bên bà con mình ngồi buôn bán hai bên. Gái than khổ luôn. Mắm chính hay là bán phụ cho mẹ? Mắm cá lóc, cá linh. Bán tiếp. Bà chốt. Con gái bao nhiêu tuổi rồi? Mắm em bán ế rồi em ơi. Bán cho bà nội khổ bà cháu đó. Phải vậy. Mấy người đi chợ cũng than khổ nữa nè. Ôi ơi, chồng nằm bệnh ở nhà luôn. Gặp anh bước chân miền Tây cái đầu than khổ suốt à. Ngày xưa thì đây ở trong chợ khu vực bán quần áo này mà vẫn có một nơi quán chay bún mì hủ tiếu chay đồ tương. Bây giờ mình quảng cáo món tương lên luôn, quảng cáo món chay luôn. Dạ, gió phương Nam. Dạ, chút chiều cô lên coi kênh gió phương Nam nha. Dạ, mà lên coi nhớ cho một like nha cô. Dạ. Con gái của cô. Giá bao nhiêu tuổi rồi, giỏi quá nè. Quá giỏi luôn. Anh làm ai luôn, giới thiệu con chưa? Có người yêu chưa? Còn cái xíu à. Còn xíu hả? Còn đi học hả? Này lớp 9, lớp 10 gì không? Đại học rồi đó. Ôi ơi. Vậy nói còn nhỏ xíu. Bởi vì cô nói còn nhỏ xíu, bởi vì mới đón lớp 9, lớp 10. Bán đầu tư nuôi con học đại học nè. Học bên ngành gì anh gái? Quá giỏi luôn, làm bác sĩ tương lai. Ôi, nhưng mà muốn làm đại gia rồi cô ơi. Có con làm bác sĩ là đại gia rồi. Học năm mấy em gái? Mấy năm nay à. Vậy là anh phải đi nghỉ làm YouTuber, đi đăng ký học dược luôn. Nha. Đi học ở đó là tới 5 năm rồi hay rồi. Học ở Sài Gòn hay ở đây em gái? Ở đây. Cao đẳng. Vậy là nữa ra là bán thuốc tây ha. À, điều dưỡng. Rồi chúc cô với em gái sức khỏe luôn. Bởi vì nãy giờ là mấy anh không có anh bạn của mình gặp mấy cô kia cái đi lướt lướt ngang không gặp em gái đẹp quá đứng quay hoài luôn vậy đó. Chúng đi ảnh gì không nè. Đi ảnh rồi đó, thôi chào cô. Sao không đứng chút nữa đi. Tôi chào ông, chưa chào nóng nóng, ông chưa chào ông đứng quay hoài. Thôi chào em gái luôn. Trời để có câu mình bàn mình nói nữa. Tôi chào mà liếng luôn quá vậy, đứng đây chứ quay nó đây rồi tôi đi. Làm như đây nó có cục hết đi không được. Có cục hết sao? Đường ngoài sau là chợ cá. Hồi nãy mình thấy mấy cô kia ngồi ngoài kia cái bán cá, mình tưởng đâu là cái có mấy người bán cá vậy thôi, nhưng mà khi đi vào chợ thấy có một dãy bán cá nữa kìa. Mấy cô bán đồ những cái rau củ quả.
Oh. Đưa bà Hai lên YouTube luôn. Bà Hai bán chuối. À, chúc bà Hai mua mai bán đắt nha. Dạ. Dạ, bà chúc con 80 tuổi được rồi. Dạ. Rồi con chào bà Hai. Đây là những cái cô bán cá ở trong khu vực chợ. Tôm càng xanh nhìn ngon quá luôn, nhìn ngon quá luôn. Sáng giờ chắc bán được mấy thao gì vậy ha cô? 100.000 ký. À, 150. À, tôm càng xanh 150. À, mọi người nhớ ủng hộ cho cô nha, 150 ký tôm càng xanh nha. Này à, cá hú, cá rô. Trong chợ thấy bán sung túc quá bà con. Hồi nãy mình đi ở ngoài chợ mình thấy lưa thưa lít hết, nhưng mà trong này bán sung túc quá. Miền Tây mà đâu có thiếu ba khía được. Dạ, dài dài ở đây là rất là nhiều, rất là nhiều những cô, những chị bán cá. Quá đông vui luôn bà con ơi. Wow. Cá linh đầu mùa. Đầu cá này là nhúng giấm, mùa này là giấm này là nhất. Nhất này là có giá bao nhiêu đâu đâu đâu, người đẹp đâu nãy giờ. Hot girl bán cá linh hả? Chữa chồng hả chị? À, thì ra là chữa chồng. Hot girl bán cá linh ở trong chợ Mỹ Hòa. Cái tay điêu luyện quá luôn. Mà hỏi thiệt thấy đẹp quá nè, mà con có gia đình chưa, đang là biết là mai nè. Chưa hả? Nó giữa chồng, giữa chồng, cái súng nhau quay hoài. Rồi giờ mình sẽ quay qua bên đây, cô bên đây cũng có cá linh nữa nè. Giới thiệu mà à, vậy mà chưa chồng con cá cả. Linh à, đầu mùa tươi ngon. Cái này chưa chồng mới đâm nước con à. À, chữa chồng, chữa chồng mà hết năm đứa con rồi. Trời ơi. Đúng rồi. Những con cá linh nó còn đang bơi lội nè bà con ơi. Sao ai bán cá linh cũng đẹp, có anh gái ngồi tỉ ngồi lặt cá linh nữa nè. Có gì? Có tỉ không? Có nhiêu ạ? Mướn ngày 3 triệu hả? Con gái ơi, chào khán giả các em gái. Ngước lên chào khán giả các em ơi. Em gái mùi nước nổi nha. Em gái miền Tây đang ngồi bằng cá linh. Mà hồi nãy giờ mình đi hai sạp cá linh rồi đều thấy mấy cô bán cá linh là cô nào cũng có tỷ người đẹp hết á. Con cá linh bự nên là giá sao nha cho chị? Cũng 200 ngàn luôn. 200 ngàn. Cái này có hình chất hình lượng cao quá ha. À, cá bự cái mình để riêng ra. Hả? À. Hôm nay hai anh em mình đi chợ đúng cái dịp là mùa cá linh đầu mùa.
Hỏi cô không biết trả lời luôn, ai bán cá linh đều đẹp hết trơn á. Mấy thằng YouTube đó hả? Những con cá chèn. Mấy người túp, bữa nay có cái tên mới là mấy người túp. Mấy người túp luôn. Đây là ngồi lạc từng con ấy cần vậy, nhưng mà rất là vui nha. Tại vì một năm mình chỉ có một lần thôi đúng không chị? Mùa cá linh ai cũng mong mỏi tới một cái linh hết miền Tây của mình. Đặc biệt là cô chú ngoài xa quê á, cá linh này vừa rất ăn là quá thích, là nhớ cái hương vị cá linh. Cá với mùa này là ngon rồi nè. Dạ. Bữa nay là ngon nhất mùa nước nổi rồi. Nó không quá non mà nó cũng không có già, nó vừa ăn nhất luôn. Đây là bến sông miền Tây. Bến sông miền Tây, quay mấy cô đang ngồi rửa rau. Ông nào? Ông nào? Ông làm YouTube không? Làm gì bên nhau bên gì? Ăn cua nè bên gì? Vậy là nhớ luôn rồi, clip mới lên. À mới lên, ở nhà anh Thành có cái phao. Bữa nay tình cờ đi vô chợ Mỹ Hòa gặp được khán giả. Về tới vợ mình à. Mới ở Cà Mau biệt thứ đây, bây giờ về tới Long Xuyên rồi, mau quá luôn. Đúng là hữu duyên ha. Mới giờ gặp được hai chị khán giả thân thiện vui vẻ. Giờ mình sẽ đi lên trên mình quay. Không ngờ đi tới đây mà cũng gặp được khán giả quay ăn cua nhà anh Thành. Wow, ở đây thì bắt đầu thấy có bán cá biển, hải sản đồ này kia đồ. Ở đây cũng có cua đồng nữa nè. Cua đồng này cô sáng bán giờ chắc cũng nhiều rồi nên còn lưa thưa có mấy con thôi. Cô YouTube đó cô. Cá ba sa chợ Mỹ Hòa. Cô thứ mấy cô? Rồi cô sáu ba sa chợ Mỹ Hòa. Bây giờ mình sẽ đi lại phía đằng kia dài dài đây, quanh một vòng nữa là sắp hết phía trong của chợ rồi bà con ơi. Đây đó, mình đi sơ một vòng gì nữa là đã hết chợ rồi. Cá khô nhìn ngon quá. Em đi mấy miệt biển khô biển cũng nhiều luôn, bữa nay về Long Xuyên mình cũng thấy khá nhiều khô biển luôn. Những con khô cá chích, khô cá đuối và mực nữa là bà con. Anh bạn mình không có đi theo kịp anh bạn mình luôn, anh bạn mình cứ đi phía trước không à. Cái thau cua của cô nhìn
cua gần kình. Cua đang lặt cua á bà con. Lặt cua để về mình bán cho mấy người nấu bún riêu hả cô? Dạ. Dạ nấu canh này kia đồ. Dạ. Cô bán sò nữa, rồi con chào cô. Bởi vậy em cũng An Giang nữa mà giới thiệu người An Giang xấu lắm. À rồi, xấu 10 điểm rồi. À, xấu nhưng mà giỏi nhưng mà dễ thương nữa ha. Giờ này hết rồi. À, mình bán cá sông. Đây là cái sạp của chị luôn. Có cái cầu đi xuống sông ha. Thoải mái, rửa này kia đều cũng thoải mái. Của em là gió phương Nam chị. Gió phương Nam không? Dạ. Dạ. Tối nay lên sóng luôn nghe chị. Sóng luôn. Dạ. Chết rồi, chị thắng lên sóng luôn. Chị thắng lên sóng luôn rồi. Cho mấy anh mấy chị đi lên sóng luôn, bán dừa. Dừa tươi. Người ta ăn chợ là về. Lương thấy cái sông của mình hơi ít hay gì ta, phải không ta? Bữa nay là gần gần ngàn tương đó. Nay là 28 rồi. Là đi vào cái khu tập hóa quay cho mọi người thấy, nhưng mà trong khu tập hóa mình cũng không có thấy cái gì đặc sắc quá mọi người. Thôi bây giờ mình đảo lại cái khu bán rau củ quả, mình quay về cái khung cảnh rau củ quả của chợ cho mọi người xem nha. Cái gian hàng này của cô bán cũng nhìn khá đặc sắc đây, đủ loại rau củ quả. Dạ. Dạ, của con là gió phương Nam luôn nghe cô. Dạ, hai kênh. À, cô rất là vui vẻ, nhiệt tình. Dạ. Nhớ cho con một like nha cô. Dạ, rồi, cảm ơn cô. À, bên này là bán rau. À, bán rau, những cái loại rau tươi xanh. À, bên đây mình thấy có cái bán củ hành và tỏi đây, tiêu. À, em gái đang vô tiêu rồi không có nghe đâu. Hello. Ngại rồi. À, bây giờ à, tỏi này kia đồ. Chào chị Bắc Măng. Măng nhìn ngon quá bà con. Wow. Măng trắng tinh luôn. À. Giá số đây hai ơi. Mua thịt heo ăn không? À, đi phía ngoài kia luôn. Thẳng ra chợ luôn. Nãy giờ đi hết cái chợ luôn mới gặp được một hot girl quán thịt heo ngồi đây, nãy giờ mình không biết. Hello người đẹp. Quay người ta ngại rồi. Người đẹp có con trai biết sao nữa kìa. Ồ, thằng trai cũng dễ thương quá ha.
Rồi đi người đẹp người đẹp. Rồi bây giờ mình đây những cái dãy gần cuối chợ đây có những cái gian hàng như thế này đây. À, đi đâu chợ nào thì cũng vậy thôi, cũng có gian hàng như vậy, mình cũng không thể nào nói là cái này nè cái kia nè cho bà con. Thì những cái video clip như thế này bà con nhìn thấy ha, đặc sắc ha. Rồi tạm biệt. Anh Bước Chân Miền Tây kết thúc clip nên kêu mình chào tạm biệt bà con. Rồi chắc có lẽ là clip của kênh Gió Phương Nam cũng đến đây cũng xin được kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại bà con trong những video clip lần sau. Bà con đừng quên nhấn nút like và đăng ký để là người đầu tiên xem những video clip kế tiếp nha bà con. Xin chào. Dạ. Ờ, cô bán sâm lạnh hả? Dạ. À, một chai 5.000 sâm lạnh, bà con ơi ủng hộ cô nha. À, gần cuối chợ rồi cũng gặp một cô rất là thân thiện, dễ mến đây. Rồi. Khoan, để quay cái trái này là cái trái đặc sắc ở cái cà na. Sớm giờ con đi chợ gặp ai cũng than bán ế hết.